Ngọc Hoàng mê gái đó là San gì. Có người gọi tên cậu là Hắc Cướp, con trai của tàu phim mốt. Có đây chi tích khét tiếng cũng không ít, quan trọng là có máu mặt. Nhưng xuất thân của cậu là đầu bếp, không biết gia tộc của cậu ta ra sao. Nhưng tính mê gái tôi không thể chối bỏ, Nam Robin luôn khiến máu bộ cậu tuôn trào. Zoro lên thuyền với Luffy chưa lộ thân thế, để tớ mê gái trở thành mạnh nhất là không dễ. Lực Zoro cậu luôn luyện tập mỗi ngày như cách của Quina, bà thư ấu của thời đấy. Có một người thầy giỏi rồi lại có đệ tử giỏi, thợ săn tiền thưởng đó chỉ là quá khứ thôi. Mục tiêu của cậu là kiếm sĩ mạnh thế giới, phải tâm kiếm cậu thuần thục, càng nhiều thứ cậu hướng tới. Granky là tên đóng thuyền, quá khứ oai hùng cậu mãi lưu truyền. Người thầy vĩ đại đã cho cậu biết tạo ra những sáng chế, không ai có thể cho vô hải tạo một con thuyền. Vì kiến thức của chúng ta là vô giá, quan trọng là ai xứng đáng được sở hữu. Water 7 đây cậu gọi là quê hương, người máy độc nhất với Luffy là chiến hữu. Nami hoa tiêu không bao giờ đi sai hướng, dù sống như thế nào cũng không thể quên quê hương. Cai trị của A Long khiến người dân ta suy sụp, nhưng quên bên cạnh có Luffy chỉ bao thế lực. Người mẹ đang chinh suốt bao nhiêu năm cô yêu mến, đồng đội dõi theo có chuyện buồn luôn kề bên. Cô luôn kiếm tiền để chuộc lại hòn đảo, dù máu có rơi thì thù này cũng không quên. Bù sấp nói dối cộng thêm là tiện xạ, bù qua cắn lại cậu ta cũng giỏi. Mà khi cha của cậu là đồng đội của San, tóc đỏ làm hại tặc cẩm hướng để cậu lên thuyền đi xa. Nà đạn luôn bất phát bắt trúng, đội trưởng Usopp bắn trúng tờ phát súng. Thêm tính nhát gan thì không có ai bằng, những đồng đội cần cậu là cậu luôn có mặt. Robin bị truy nã ngay từ khi còn bé, như chuyên gia khảo cổ học sỏi y chang mẹ. Đọc được ngôn ngữ ở trong lịch sử cực kiếp, vì sẽ có người muốn sở hữu tạo ra vũ khí hủy diệt. Bờ nhỏ bé nghĩ là thú cưng, có thể biến đổi trạng thái, kẻ thù phải xem chừng. Ăn trái ác quỷ thuần lòng biến thành người, lên tàu Luffy như bác sĩ hiền lành. Rút thác nhạc rock với cơ thể toàn là xương, đồng đội chết hết chỉ còn cả voi là bún. Lên tàu Luffy cầu dòng hát vô hô hô hô. Luffy mà sống thể hoài bão, để khi ra khơi sẽ có mười đồng đội ai cũng tài giỏi. Bước lên tìm cơ hội bảo vệ người thân khỏi những kẻ mang rợ. Tập luyện bao nhiêu thì cho đủ, khi mà trong tay ai cũng có haki, đánh cho kẻ thù bọn họ không kịp thủ. Có khi nào thành viên mới của họ là Shinbei? Kỷ nguyên rộng lớn hay tặc càng mạnh, hải quân cũng vậy càng ngày càng lớn. Cây đâu là rộng sức mạnh thì quá ớn, giai đoạn mới mở ra để xem ai chết sớm. One Piece.